Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Soi Siêu Vlog Nông Nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vào làm cái ống giọt của mình nhá. Mình lắp lại cái đầu cuối của nó. Thì hôm nay mình cũng quay lại video này cho tất cả mọi người xem. Đây. Cái đầu này thì hai bên thì một bên giữa kia, một bên giữa này. Tại vì cái này thì đầu cuối của nó nha mọi người. Mình cưa đi cái này. Thì hôm nay mình cũng làm cái ống vườn nhà của mình nhá mọi người. Dán lại cái keo. Ok. Bây giờ thì cái này thì xong rồi nhá. Còn đi khoan ống. Thì hôm nay mình đi khoan ống nha mọi người. Đây, cái này mình đã làm xong rồi. Còn chỗ ngã ba. Tại vì chỗ này thì ong cuối của nó mình phải làm kiểu này thôi. Để tưới chanh. Bây giờ thì chanh mình đang nở lên cái lá rồi nhé. Tại vì ngày hôm kia thì nhìn nó gục đầu xuống rồi. Tại vì nắng quá. Bây giờ thì đã như này rồi. Chắc tối hôm qua mưa ấy. Đây, đồ đạc của mình. Còn cái này thì đồ của mình, còn cái này thì nhựa đấy, cái ròn với là cái này cái ổ khóa đấy. Còn cái này thì đem dầu nhớt bồi ổ khóa tí mình khoan là bồi xuống mình ấn vào cho nó trơn. Còn cái này thì không cần review rồi.
Cái này thì cái dây ống này, còn cái này bộ máy. Cái này bộ máy khoán nha mọi người. Đây. Bộ máy khoán. Còn chỗ này mình cũng khoán luôn. Cũng khoán cho mọi người xem. Đấy. Mình cũng làm luôn, tất cả mọi người cũng xem luôn nhé. Cái này mối khoan này, còn cái này quan trọng nhất là sau này thì mình khoan thì mình phải dùng mối loại này nhá mọi người. Đấy. Mình lắp vào cái mối khoan luôn. Đây cái pin. Rồi, ok. Mình chính thủ đi khoán nha mọi người. Khoán chỗ này trước. Dài quá. À, mình khoan cái kia trước này. Quên kia đem cái đấy rồi. Đấy nha mọi người. Tại vì mình khoan bằng máy thì nó nhanh hơn. Còn nếu mà mình khoan bằng tay thì nó lâu. Quay gần cho mọi người xem đi con. Đấy, cái lỗ này thì mình đã khoan được một lỗ rồi nha mọi người. Đây. Tí mình lắp lại chỗ này. Còn xa xa chút đi. Tí bên kia này. Đây, xong rồi đó. Còn nhớt này mình bôi luôn. Trước khi mình bo vào cái rong này thì mình phải bôi nhớt cho nó trơn nhé mọi người. Ui. Đấy, bôi xung quanh vào cái rong của mình.
thì cũng bôi vào đây, thì mình nhét vô thì nó cũng vào luôn. Thì mình không bôi bây giờ thì mình nhét vào nó khó lắm, còn cứng luôn á. Giờ thì xong rồi nhá mọi người. Đấy. Cũng như vậy thôi. Rồi ok. Còn mình nhét vào cái ổ khóa này. Ổ khóa này thì mình cũng phải bôi nhớt nha. Nếu mà không bôi nhớt thì mình nhét vào sợ nó cấy ống ấy. Còn cái này thì mình phải nhét vô. Như mũi khoán này nhỏ sao ấy. Rồi ok. Đấy. Đã xong được một cái rồi nhá. Cũng đơn giản thôi. Còn khoan cái này nữa. Nếu mà mọi người làm thì mình khoán cái này trong khoảng tầm 20 hoặc là một gang, hơn gang nhá mọi người. Đừng có khoan sát, thì khoan sát thì ong này nó ong thường thì nhanh gậy lắm. Còn với là nếu mà ong xịn thì mình khoán ngắn thì nó được. Còn ong này thì ong thường thì mình khoan ngắn quá là mình sát nhau thì sau này thì sợ nó cấy luôn cái ống của mình luôn ấy. Mình phải khoan tầm một càng, khoan một càng tay của mình hoặc là 20 đấy, 25 vậy đấy, cho nó an toàn với cái ống của mình. Ổ khóa nước của mình cũng phải bôi nhớt luôn. Bôi nhớt là quan trọng nhất, là mình đút vào thì nó trơn với là nó bên ổ khóa này mình cũng phải bôi luôn nhá. Bôi sau này nó mới trơn được, mình vắn đi vắn lại nó mới mềm được. Nếu mà không bôi thì sau này thì mình vắn đi vắn lại có nước thì nó cấy luôn ấy, cấy luôn kia. Chỗ mình cầm tay mình vắn đi vắn lại ấy mọi người. Ok. Như vậy thôi. Còn mình còn đút vào. Ấn này đi con. Quay gần cho mọi người xem.
ống này mình cũng đốt luôn nhá. Đây. Mình đút là nó cứng nhất mình đút vào ấy, mình sợ là ong gãy thôi, còn cái ổ khóa này không sao hết, quan trọng là cái ống này, ống thường mình lấy ống thường. Ok. Đó. Vậy thôi. Đã xong được hai cái rồi nha. Đây. Còn cái này thì mình không trò nhớt, nó cũng hơi kẹt kẹt một chút nha. Còn cái này thì mình bôi nhớt thì nó trơn. Rồi, đã xong được một cặp rồi. Thôi nha mọi người, mình hãy dừng lại clip tới đây. Thì hôm nay mình cũng làm tranh thủ làm hết cái ống này. Thì mọi người hãy theo dõi kênh của mình nha. Thì hôm nay không có người làm thì còn dừng lại clip tới đây. Thì hôm nay mọi người thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye mọi người.